Chiến dịch bờ biển ngà, một trong những chiến dịch táo bạo và bí ẩn nhất của lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử xung đột tại Đông Nam Á. Được tiến hành vào tháng 11 năm 1970, chiến dịch này không chỉ thể hiện sự quyết tâm của Mỹ trong việc giải cứu tù binh chiến tranh mà còn phản ánh chiến lược can thiệp quân sự đầy mạo hiểm. Với sự tham gia của các lực lượng tinh nhuệ và công nghệ hiện đại, bờ biển ngà mang theo hy vọng và những toan tính chính trị nhưng kết quả cuối cùng lại gợi lên nhiều tranh cãi và bài học lịch sử quan trọng. Bài viết này sẽ đưa bạn khám phá toàn cảnh chiến dịch, từ kế hoạch chi tiết, diễn biến kịch tính, cho đến tác động của nó trong cuộc chiến tranh khốc liệt này. Kể từ khi can thiệp vào cuộc chiến tại Việt Nam tháng 8 năm 1964, Mỹ ngày càng xa lầy vào cuộc chiến tranh, số lượng phi công Mỹ bị bắt làm tù binh ngày càng nhiều, ngày 21 tháng 11 năm 1970, Tổng thống Mỹ Nixon ra lệnh thực hiện chiến dịch giải cứu tù binh mang mật danh bờ biển Nga, sử dụng đơn vị đặc nhiệm thuộc không quân 1127, thực hiện hành trình xuyên lục địa nhằm hướng bán đảo Đông Dương, bất ngờ tập kích vào trại tù binh Sơn Tây nằm ở phía tây ngoại thành Hà Nội. Cuộc tập kích này đã trải qua 170 lần diễn tập và sự tham gia của 97 lính đặc nhiệm và 30 máy bay cùng với sự hiệp đồng chặt chẽ của các tàu sân bay tại Vịnh Bắc Bộ dự tính khả năng thành công của chiến dịch là gần 100%. Nhưng trong quá trình thực hiện, từ sai lầm này đã dẫn đến sai lầm kia, kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự tính của người Mỹ. Cuộc tuần hành của thân nhân tù binh Sau chiến tranh thế giới lần hai, tham vọng làm sen đầm quốc tế của Mỹ ngày càng lớn. Sau thất bại của cuộc chiến tranh tại Triều Tiên, Mỹ lại bị cuốn vào cuộc chiến tại chiến trường Đông Dương. Việt Nam đã từng là thuộc địa của Pháp, trước cuộc chiến tranh Thái Bình Dương đã bị người Nhật chiếm đóng sau khi phát xít nhật đầu hàng đồng minh, người Pháp quay trở lại với mưu đồ chiếm đóng lâu dài mảnh đất thần kỳ này. Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ huyền thoại Hồ Chí Minh đã đứng lên thực hiện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Mùa xuân năm 1954, vùng đất điện biên phủ giáp biên giới Việt Trung ầm vang tiếng Đại Bác. Đó cũng là lời tuyên bố cáo chung cho sự thống trị của thực dân Pháp tại Việt Nam. Tỏ ý mèo khóc chuột, quốc vụ khanh bộ ngoại giao Mỹ Đâu, người có tư tưởng chống cộng điên cuồng, đã đưa ra ý tưởng cho phía Pháp mượn ba quả bom nguyên tử để người Pháp dùng để đối phó với Việt Nam. Nhưng do phía Mỹ e ngại sẽ xảy ra sự can thiệp của Trung Quốc, tái diễn một chiến trường Triều Tiên thứ hai, nên phi vụ đổi chác đó đã không được thực hiện. Cũng vào tháng 7 năm đó, các nước lớn ký kết Hiệp định Geneva, kết thúc chiến tranh tại Việt Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm danh giới chia Việt Nam thành hai miền Nam Bắc với quan điểm của người Mỹ thì thắng lợi của Hồ Chí Minh sẽ khiến hàng loạt nước nhỏ thân phương Tây trong khu vực Đông Nam Á sẽ đổ vỡ hàng loạt như những con bài domino. Đầu coi thái độ của nước Pháp tại hội nghị Geneva là sự đầu hàng. Nước Mỹ vội vã nhảy vào cuộc. Ngày 4 tháng 8 năm 1964, nhằm gây hấn, nước Mỹ đã tạo dựng cái gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ, mở màn cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam kéo dài 15 năm. Washington, ngày 8 tháng 5 năm 1970. Mây đem u ám, mưa rơi không ngớt. Một cuộc diễu hành thị uy của 75.000 người, rầm rộ đi từ trung tâm thành phố nhằm hướng Nhà Trắng, sôi sục những tiếng hô khẩu hiệu phản đối chiến tranh Việt Nam, phản đối xâm lược Campuchia, trả lại con cho tôi, trả lại chồng cho tôi. Người tuần hành dương cao biểu ngữ phản đối xâm lược Campuchia, phản đối chiến tranh Việt Nam. Họ tiến lên với khí thế không gì cạn nổi. Tổng thống Johnson đến đài kỷ niệm Lincoln phát biểu trước những người biểu tình. Thỏa thuận đạt được chính là hai yêu cầu mà những người biểu tình nhấn mạnh đó là tiến hành đàm phán về trao trả tù binh và nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Johnson tiếp đó còn gặp gỡ vợ của những người lính bị bắt làm tù binh lắng nghe họ khóc lóc, kể lể và hứa sẽ tiếp tục những nỗ lực nhằm thực hiện tiến trình trao trả tù binh. Trong hội đàm Paris, Mỹ liên tiếp đưa ra yêu cầu đòi trao trả tù binh nhưng trên thực tế tù binh Mỹ cơ bản không được trao trả, phía Bắc Việt giữ lập trường cứng rắn, các tù binh đang được đối xử nhân đạo, nhưng vì họ là con tin nên chỉ khi quân Mỹ rút hoàn toàn khỏi Việt Nam họ mới được trao trả. Chủ nhật ngày 9 tháng 5, cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào thành phố thánh Campuchia, khu vực do lực lượng cộng sản kiểm soát mà lực lượng quân đội Hoa Kỳ và Nam Việt Nam không tiến vào được, đã qua ngày thứ 13 thành phố Thánh Campuchia dùng để chỉ các khu vực cất giấu kho tàng và khu vực tập trung lực lượng. Đây là bản đạp để quân đội Nam Việt bí mật vận chuyển vũ khí cung cấp cho mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam. Nhưng kết quả mà quân đội Hoa Kỳ thu được rất không lý tưởng, họ chỉ thu được khoảng 50, 60 tấn gạo. Điều này đã góp phần làm cho tâm lý bất mãn và thất vọng của dân chúng Mỹ lâu nay càng thêm trầm trọng. Sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 4 tháng 8 năm 1964, phía Mỹ nói rằng có hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ bị tàu trinh sát Bắc Việt tấn công, Mỹ càng tích cực can thiệp vào chiến tranh Việt Nam. Tháng 2 năm 1965, Mỹ bắt đầu ném bom oanh tạc miền Bắc Việt Nam. Sau đó vào tháng 3 năm 1965, quân Mỹ đổ bộ tại Cảng Quy Nhơn, bắt đầu quy mô của một cuộc chiến tranh toàn diện. Lực lượng quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam không ngừng được tăng cường. Cao điểm là tháng 1 năm 1969, quân số lực lượng quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam lên tới 542.000 người, nhưng quân đội của mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam và quân đội miền Bắc Việt Nam chiến đấu ngoan cường, lực lượng quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng hòa không giành được ưu thế trên chiến trường, nhằm đánh phá cơ sở tiếp viện cho chiến trường miền Nam của Bắc Việt, phía Hoa Kỳ đã sử dụng không quân đánh phá ném bom miền Bắc. Trong năm 1965, trung bình mỗi ngày tiến hành 70 lượt bay. Đến cuối năm 1966 tăng lên 223 lượt bay một ngày, đến cuối năm 1967 tăng lên 300 lượt bay một ngày. Cùng với sự leo thang đánh phá, số lượng máy bay bị bắn rơi cũng không ngừng tăng lên. Tại miền Nam Việt Nam cũng có những lính Mỹ bị bắt làm tù binh, nhưng trong số những tù binh bị giam giữ tại miền Bắc Việt Nam chủ yếu vẫn là các phi công bị bắn rơi hoặc buộc phải hạ cánh khẩn cấp thuộc các lực lượng không quân, hải quân, lính thủy đánh bộ tính từ viên phi công Everest Alvaro lái chiếc A-4 Skyhawk bị bắn rơi đầu tiên ngày 5 tháng 8 năm 1964 trên bầu trời Hải Phòng, đến ngày 31 tháng 10 năm 1968, ngày Tổng thống Johnson tuyên bố ngừng cuộc ném bom đánh phá miền Bắc, số lượng tù binh phi công lên đến 356 người. Nội dung tuyên bố của Johnson là phía quân đội Cộng sản sẽ không tiếp tục tấn công các thành phố của Nam Việt Nam. Quân đội Bắc Việt ngừng xâm nhập vào miền Nam qua khu vực phi quân sự tại ranh giới Bắc Nam, cho phép máy bay phi quân sự của Mỹ bay trinh sát bầu trời miền Bắc Việt Nam. Phía Hoa Kỳ ngừng ném bom từ vĩ tuyến 19 độ Bắc trở lên, nhưng có kèm theo điều kiện, nếu phía Bắc Việt vi phạm những điều khoản kể trên, phía Hoa Kỳ sẽ nối lại các cuộc không kích, ném bom. Phía Mỹ tỏ ra hết sức quan tâm đến sự an toàn của những người bị bắt làm tù binh, nhưng đối với đại đa số dân chúng Mỹ chiến tranh việt nam là cuộc chiến tranh không có mục đích rõ ràng và kéo dài cùng với số thanh niên chết trận ngày càng nhiều càng có nhiều người mất lòng tin vào cuộc chiến và cùng với những tin tức bịa đặt các tù binh mỹ bị đối xử thô bạo có người đánh đập đến chết mà các báo đưa tin các tổ chức phản chiến và người nhà của các tù binh càng quyết liệt yêu cầu chính phủ đứng ra can thiệp yêu cầu bắc việt thả tù binh áp lực đối với chính phủ mỹ cũng ngày càng lớn cơ quan tình báo nửa tin nửa ngờ từ thủ đô Washington đi theo bờ sông Potomac về phía nam 25 km doanh trại lục quân Bellwood của bang Virginia. Tại đây, có cơ sở của cơ quan 1127 tình báo đặc nhiệm thuộc không lực Hoa Kỳ. Hàng ngày, họ gặp gỡ những kẻ đào ngũ từ Liên Xô, Bắc Việt Nam và cả những người Mỹ đã từng bị phía Bắc Việt bắt giữ. Họ lắng nghe, thu nhặt các tin tức tình báo. Chỉ huy trưởng là Cola, trưởng phòng kế hoạch là Ice. Dưới họ còn có một chuyên gia chuyên thu thập tin tức tình báo về tù binh bắt giữ là Coleby. Theo tin tức tình báo mới nhất có 482 tù binh bị giam giữ tại Đông Nam Á, trong đó 80% tại Bắc Việt Nam, trong đó quá nửa số đó là phi công, ngoài ra còn có 970 người mất tích. Đầu tháng 5 năm 1970, có tin tức cho thấy tại hai trại giam ở phía Tây Hà Nội có những biểu hiện bất thường. Hai trại giam đó, một trại ở Mai Châu cách Hà Nội 50 km về phía Tây, trại kia nằm ở Sơn Tây cách Hà Nội 37 km. Nghe nói tại trại Sơn Tây có cả tù binh Mỹ, gần đây trại giam này đang được mở rộng, còn xây dựng thêm các tròi canh và tường bao. Qua các bức không ảnh mới chụp thì có hoạt động của tù binh Mỹ trong sân trại giam. Ngoài ra còn phát hiện quần áo của tù binh Mỹ giặt phơi được xếp thành hình chữ K. Chữ K là ký hiệu có ý nghĩa hãy đến cứu tôi, có vẻ như là lời cầu cứu. Những dấu hiệu được xếp trên mặt đất có thể được hiểu là thể hiện ý nghĩa có 55 tù binh chưa phân tích, còn một ám hiệu khác cho thấy có sáu tù binh đang có kế hoạch trốn trại, kèm theo đó là địa điểm yêu cầu được giải cứu. Sáu tù binh đó yêu cầu được giải cứu tại sườn núi Ba Vì về phía Lào cách sơn Tây 13 km về phía Tây Nam. Các tù binh thường được ra ngoài nhằm kiếm củi và chất đốt về cho trại. Thượng tá Ice đề nghị với Thượng tá Cola lập tức lập kế hoạch tác chiến nhằm giải cứu tù binh. Cô lại yêu cầu cấp dưới lập hồ sơ đồng thời báo cáo lên cấp trên là Thiếu tướng Rodkey phụ trách phòng tình báo Bộ Tư lệnh Không lực Hoa Kỳ. Thiếu tướng Rodkey dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, khẳng định tin tức tình báo là chính xác và ông ta cũng tỏ ra rất hứng thú với kế hoạch tổ chức giải cứu 6 tù binh trốn trại. Ngày 11 tháng 5, tại phòng tình báo tổ chức cuộc họp đầu tiên, mọi người tranh luận căng thẳng về những tin tức nhận được. Ngày 25 tháng 5 là cuộc họp của Không quân và Hội đồng Tham mưu trưởng hỗn hợp trong cuộc họp nhấn mạnh tính cấp bách của vấn đề giải cứu 6 tù binh vượt ngục, trong cơ cấu của hội đồng tham mưu trưởng hỗn hợp có phòng cố vấn về chống phiến loạn và hoạt động đặc biệt do chuẩn tướng Blackbon làm trưởng phòng. Cấp dưới của Blackbon, thượng tá Mayer đứng đầu một bộ phận phụ trách những nghiệp vụ còn bí mật hơn cả vấn đề tối mật. Một trong những vấn đề mà Blackbon và Mayer tính đến đó là tuyên bố của tổng thống Johnson năm 1968 ngừng ném bom từ Vĩ tuyến 19 độ Bắc trở lên nếu muốn thực hiện những hoạt động tác chiến đặc biệt, cần được sự phê chuẩn của Tổng thống. Ngoài ra, cũng còn một vấn đề đó là các tù binh còn lại chưa được cứu thoát sẽ bị xét hỏi, và các biện pháp đề phòng sẽ càng nghiêm ngặt hơn. Blackburn và Allen Allen Thiếu tướng, Phó Giám đốc Kế hoạch và Chính sách Phòng 4D-1062, không thống nhất được với nhau về vấn đề lựa chọn sử dụng hành động nào. Ngày 25 tháng 5 Blackburn, Mayer và Allen cùng đến phòng 837 dãy E tầng 2 của Lầu Năm Góc, gặp Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Wheeler, sau khi có kế hoạch được ủng hộ sẽ lập tức liên hệ với các bộ phận liên quan. Sau khi thảo luận quyết định kế hoạch sẽ được chia làm hai giai đoạn thực hiện, giai đoạn một trước ngày 30 tháng 6 phải đưa ra được các nội dung chính và kế hoạch sơ bộ, giai đoạn 2, trên cơ sở giai đoạn một sẽ lập kế hoạch chi tiết, tiến hành huấn luyện, tiếp đó là thực hiện, ngày 2 tháng 6. Blackbon báo cáo lại nội dung thảo luận ngày hôm trước với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Wheeler. Lúc 1 giờ chiều ngày 5 tháng 6, trong phòng tác chiến ngầm của Bộ Quốc phòng, diễn ra cuộc họp với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các tổng tham mưu trưởng của lục quân, không quân, trưởng phòng tác chiến hải quân, thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng, chính thức phê chuẩn kế hoạch tấn công giải cứu tù binh Mỹ tại trại giam Sơn Tây. Ngày 10 tháng 6, nhóm kế hoạch gồm 15 người do Blackbon lãnh đạo tập trung tại Cục Tình báo Quốc phòng. Bắt đầu việc lập kế hoạch thực hiện, ngày 2 tháng 7, thượng tướng Wheeler rời khỏi chức vụ chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng hỗn hợp, kế nhiệm là thượng tướng Mo. Ngày 10 tháng 7, hội đồng tham mưu trưởng họp phiên đầu tiên với sự tham dự của tân chủ tịch hội đồng, vấn đề chủ yếu được đề cập tất nhiên là vấn đề giải cứu tù binh. Theo sự giải trình của nhóm kế hoạch trại giam Sơn Tây, họ tên của 61 tù binh đã được xác định, vẫn đang hoạt động, nhưng trại giam tại Mai Châu thì đã đóng cửa. Ngoài ra, theo kết quả phân tích căn cứ vào các bức không ảnh tầm cao do máy bay trinh sát SR-71 và ảnh chụp tầm thấp do máy bay không người lái Buffalo Hunter thực hiện, đã cho thấy tình hình như sau. Trại giam Sơn Tây nằm ở giữa đồng lúa, cách khu vực nhà ở của dân cư 1,6 km về phía đông nam, có một số căn cứ quân đội Bắc Việt Nam trong phạm vi bán kính 10 km, với khoảng 1.200 quân đồn trú. Khoảng thời gian để lực lượng họ từ khi biết tin đến lúc cơ động đến chi viện ít nhất cần 10 đến 15 phút. Lực lượng canh gác bố trí trong trại khoảng 45 người. Máy bay trực thăng cỡ nhỏ có thể hạ cánh ngay trong sân trại, máy bay cỡ lớn thì không thể được. Nhóm kế hoạch thực hiện đề nghị lực lượng tác chiến sẽ xuất phát từ căn cứ tại Campuchia hoặc Lào, hoạt động tập kích diễn ra vào ban đêm. Căn cứ và tình hình thì hoạt động tác chiến giải cứu sẽ cần được tiến hành và kết thúc trong vòng 26 phút và để tránh những đợt gió mùa, thời gian thích hợp cho thực hiện tập kích là từ tháng 10 đến tháng 11. Thượng tướng Mo khích lệ, hãy làm đi, hãy làm đi. Nếu cứu được tù binh, có thể để họ trực tiếp thuật lại sự ngược đãi tù binh của phía Bắc Việt, tố cáo hành vi vô nhân đạo của chúng với toàn thế giới. Người thân của họ và dân chúng sẽ ca ngợi hành động của Bộ Quốc phòng. Cho dù có thất bại, dân chúng cũng sẽ công nhận những cố gắng đó. Tướng Mo còn đặt giả thiết, nếu cuộc tập kích giành thắng lợi sẽ không cho công bố ngay, mà lấy đó làm chiêu bài để mặc cả với phía Bắc Việt sẽ thông qua hội chữ thập đỏ quốc tế điều tra về tình hình đối xử với tù binh nếu thuận lợi có thể gây sức ép buộc họ phải thả nốt số tù binh còn giam giữ ngày 13 tháng 7 Blackbon và Mayer đến doanh trại ba giác tại bang Bắc Carolina tuyển chọn sĩ quan chỉ huy cho cuộc tập kích lựa chọn căn cứ huấn luyện không lâu sau hai người lại quay trở về Washington báo cáo tình hình với Mayer được phê chuẩn những nội dung sau sẽ tổ chức huấn luyện tại căn cứ không quân aglin, do đó chỉ huy trưởng sẽ là người lấy từ lực lượng không quân. Thượng tá Simons làm chỉ huy phó sẽ dẫn đầu nhóm hành động. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ này được gọi là toán hành động hỗn hợp cấp thời, và tên của chiến dịch là bờ biển Nga. Lúc này, phía Bắc Việt lại diễn ra những tình huống không ngờ. Những trận mưa dữ dội gần đây làm cho nước của sông Cồn dâng cao và tràn ra xung quanh, các tù binh trong trại tù binh Sơn Tây bị chuyển bằng xe buýt trong đêm 14 tháng 7 đến doanh trại quân đội Đông Hồi, cách địa điểm cũ 24 km về phía đông. Có quan điểm cho rằng, trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Cục Tình báo Trung ương Mỹ đã tiến hành hoạt động tác chiến gây mưa nhân tạo, còn được gọi là chiến tranh khí tượng sử dụng máy bay giải chất iốt bạc tạo mây, gây ra những trận mưa liên miên. Những điều này tất nhiên là sau này mới được biết. Nhưng những người phụ trách tin tức tình báo lại cho rằng hoạt động của trại tù binh Sơn Tây chỉ là có chiều hướng giảm. Ngày 8 tháng 10 phụ tá an ninh quốc gia Kissinger hỏi những người phụ trách chiến dịch rằng nếu thất bại thì sao? Blackburn nói cho đến giờ, đã tiến hành 170 lần tập dượt, kết quả huấn luyện cho thấy tỷ lệ thành công gần 100%. Vị phụ tá đặc biệt tỏ ý rất hài lòng, nhưng cũng tỏ ý lo lắng về phản ứng quốc tế. Ông ta lại chìm vào suy tư. Tổng thống Nixon tuy còn e ngại song không tỏ ý phản đối. Ông ta đề nghị khi các tù binh trở về an toàn, sẽ mời họ tham dự buổi dạ tiệc trong lễ tạ ơn và nói thêm hãy thảo luận thêm một lần nữa rồi hãy quyết định. 3 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11, tức 3 giờ 30 phút chiều ngày 18, giờ Washington, Tổng thống Nixon ra lệnh cho phép hành động. Cùng ngày, nhóm hành động sau khi thực hiện cuộc tập dượt đơn giản lần cuối, rồi tập trung tiến hành kiểm tra lại vũ khí trang bị. Buổi tối, nhân viên cục tình báo trung ương thông báo ngắn gọn trong gần một tiếng đồng hồ về tình hình vùng phụ cận biên giới lào sau đó họ được dạy tín hiệu mật mã đặc biệt sử dụng trong trường hợp bị lạc cần được tìm cứu được cấp phát một bản đồ cỡ nhỏ và giấy ghi nhóm máu tấm bản đồ được làm bằng chất liệu lụa mặt phải là bản đồ ở một góc có gắn một địa bàn cỡ nhỏ mặt trái là những ký hiệu phiên âm nhỏ khó hiểu ghi những câu đối thoại thông thường phục vụ những yêu cầu tối thiểu của cuộc sống được ghi bằng hai thứ tiếng việt lào đại khái như, cho tôi uống nước hướng Bắc là hướng nào, xin hãy gọi bác sĩ. Sáng ngày 20 tháng 11, toán hành động nhận trang bị, sau bữa ăn trưa họ lĩnh thuốc ngủ từ tay bác sĩ đi theo. Toàn bộ toán hành động ngủ trưa. 6 giờ chiều toán hành động được làm công tác động viên tư tưởng. Lần đầu tiên họ được thông báo về mục tiêu cần tấn công là trại tù binh Sơn Tây cách Hà Nội 37 km về phía Tây. Lúc đó, không rõ là ai đã huyết giáo. Sau đó là sự im lặng rồi tất cả các thành viên cùng đứng cả dậy vỗ tay hoan hô có điều là nếu kế hoạch này bị tiết lộ với phía bắc việt thì hy vọng sống sót trở về của toán người này sẽ rất mong manh khi quay về doanh trại để đề phòng khả năng xấu họ gói ghém lại tất cả tranh ảnh thư từ tiền bạc tư trang bọn họ tuy rất hăng hái muốn được thử sức nhưng tâm trạng về một chuyến đi có đi mà không có về vẫn len lỏi vào tâm tư của mỗi người những chuỗi sai lầm trong hành động sau đó lại là lần kiểm tra vũ khí trang bị cuối cùng nhằm khiến đối phương khó nhận ra họ trong bóng tối họ xoa lên mặt một lớp mực đen và như vậy mọi công tác chuẩn bị cho hành động đã hoàn tất chiếc máy bay C-130 chở toán hành động rời căn cứ không quân Takli Thái Lan lúc 10 giờ 32 phút ngày 20 tháng 11 bay đến căn cứ không quân Udon họ xuống máy bay tại Udon chuyển sang máy bay lên thẳng đang chờ sẵn gần đó là hai máy bay C-141 có nhiệm vụ chuyên chở tù binh đang trực sẵn nhóm hành động lên máy bay HH-3 và hai chiếc HH-53, cùng một máy bay dự bị được máy bay tiếp dầu AC-130P dẫn đường, cất cánh theo hướng đã định, nhằm tập hợp cùng lực lượng chi viện, đội A-1, lúc 11 giờ 18 phút trên bầu trời Lào. Chiếc C-130 số một lúc đầu dự định sử dụng làm máy bay dẫn đường, nhưng do động cơ bị trục chặt nên cất cánh chậm 23 phút, lúc 0 giờ 4 phút ngày 20 đội chi viện A1 do máy bay C-130 dẫn đầu nhằm tập hợp lực lượng với nhóm hành động, cũng cất cánh lên từ căn cứ không quân Nakhon Phanom, Thái Lan. Do ảnh hưởng phụ của bão, tại vịnh Bắc Bộ sóng biển dữ dội, Trung tướng bát ác chỉ huy tàu sân bay URIS Kani đang lâm vào tình trạng bối rối. Trong các phi vụ không kích tối nay, ông ta được lệnh chỉ cho các máy bay mang theo pháo sáng, không được gắn tên lửa, thực hiện các cuộc tấn công nghi binh nhằm chi viện cho hoạt động của lực lượng đặc biệt ông ta cảm thấy khó có thể giải thích cho các phi công hiểu được về nhiệm vụ của họ. 1 giờ 23 phút sáng ngày 21, sau khi chiếc máy bay A-7 đầu tiên cất cánh, các tốp máy bay chiến đấu A-7, F-8 cũng bay lên từ các tàu sân bay ORIS Kani Hancock, Trước thời gian dự kiến 54 phút nhóm hành động tiếp đất tại Sơn Tây, toán hành động và lực lượng chi viện tập hợp trên không phận Lào, đội hình bay về hướng Sơn Tây dưới ánh trăng bằng bạc. Qua 3 giờ bay với tốc độ và độ cao thấp, khởi hành từ Udon họ đã vượt qua 550 km. Khi nhóm hành động bay đến vùng trời Sơn Tây thì đã là quá 2 giờ sáng ngày 21 tháng 11. Chiếc HH53 số 3 tách khỏi biên đội, bay vòng sang bên trái và hạ cánh. Chiếc C130 dẫn đầu, chiếc HH53 số 4 và số 5 cũng tách ra khỏi biên đội, bay đến vị trí chờ đợi trong không trung. Đội A1 cũng lượn vòng trên vị trí đợi lệnh máy bay của lực lượng hải quân thả pháo sáng, cảng hải phòng hiện ra rõ mồn một dưới bầu trời đêm. Lúc này, chiếc C-130 thả pháo sáng, trại giam tù binh bỗng chốc được chiếu sáng rực. Trên chiếc HH-53 bỗng nhiên đèn vàng báo cảnh nhấp nháy, có trục trặc ở bộ phận biến tốc. Đối với máy bay trực thăng, hỏng hóc ở bộ phận này là cực kỳ nguy hiểm. Thông thường phải lập tức hạ cánh và yêu cầu trợ giúp, nhưng lần này máy bay vẫn tiếp tục bay thiếu tá Donohue phát hiện do sức gió, máy bay đã bị lệch sang hướng nam cách trại giam 200 mét. Ông ta nhìn xuống dưới, phía nam có khu nhà giống với trại tù binh Sơn Tây. Ông ta nhận ra đây là một trường trung học. Trước đó khi thực tập ông ta cũng đã được nhắc nhở để không bị nhầm lẫn. Vội vã cho trực thăng quay lại. Tiếp đó là nhằm thẳng vào tròi canh của trại tù vừa xuất hiện trong tầm mắt và dội xuống đó một trận bão lửa, rồi bay sang vị trí đợi lệnh. Chiếc HH3 hạ cánh xuống sân trại tù gặp khó khăn hơn dự đoán, các thân và cành cây bị phạt đổ, cánh quạt máy bay rời ra, những người trên máy bay bị đập mạnh xuống đất. 2 giờ 17 phút, trung úy Bernina đội mũ nổi xanh là người đầu tiên nhảy ra ngoài máy bay gào lên: "Chúng tôi là người Mỹ, đừng ngẩng đầu lên và cùng với viên chỉ huy Madius xông vào các phòng giam." Thượng úy Madius nghĩ là lực lượng của nhóm bảo vệ và chi viện đều đã hạ cánh an toàn. Lúc này nhóm chi viện do Thượng tá Simons chỉ huy đã hạ cánh xuống trường trung học cách chạy tù 400 m về phía nam. Cơ trưởng của chiếc HH-53 đã nhầm mục tiêu, cho dù trước đó đã được nhắc nhở nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn hạ cánh sai địa điểm. Cơ trưởng chiếc HH-53 số 2 Trung tá Alison phát hiện ra điều này, vội vàng cho máy bay vòng sang hướng bắc nhằm thẳng hướng chạy tù. Chỉ huy của nhóm yểm trợ Trung tá Sen ngay lập tức phán đoán không thể trông đợi gì vào nhóm chi viện được nữa ông ta ra lệnh lập tức chuyển sang kế hoạch màu xanh, kế hoạch dự phòng, chỉ có lực lượng yểm trợ và tập kích gồm 34 người tham chiến. Nhóm của Thượng tá Simons hạ cánh xuống khu vực trường trung học, phát hiện trên tường được vây bọc bằng dây thép gai. Chỉ tiết này không có trong các tin tức tình báo trước đó, song ông ta không nghĩ rằng đã xảy ra lầm lẫn. Khi xông vào trong sân, thì tình hình có vẻ không ổn. Súng phun lửa cỡ nhỏ bắt đầu hoạt động, không lâu sau đó, lửa đã bén vào xăng và tất cả cháy bùng lên dữ dội. Thượng tá Simons lúc này phát hiện ra sai lầm. Trung tá Boriton sau khi thả nhóm của Simon xuống khu vực trường học thì cho máy bay cất cánh bay lên. Lúc này ông ta cũng phát hiện ra sự lầm lẫn đó. Sau một hồi đấu súng Simons gọi trực thăng quay lại. Trực thăng đáp xuống khoảng đất như cạnh một biển lửa đang bùng cháy. Khi xác định tất cả nhóm đã tập trung đủ, máy bay lại đưa đến khu vực trại tù. Lúc này, trận chiến đã bắt đầu được 8 phút sau này mới biết được đối phương đồn trú trong trường trung học không chỉ có các binh sĩ của Bắc Việt, nghe nói còn có cả chuyên gia Nga và Trung Quốc, số người bị chết và bị thương trên 100 người. Thượng úy Madius dẫn đầu nhóm tập kích xông vào khu vực các căn phòng, tỏa ra khắp các ngóc ngách của trại tù, nhưng không tìm thấy bất cứ tù binh nào. Lực lượng đối phương chống lại lẻ tẻ. Nhóm yểm hộ của Trung tá xuyên hủy diệt toàn bộ những công trình xây dựng chủ yếu. Nhóm chi viện của Simons cũng cơ động đến, phía Bắc Việt không tăng viện binh. Sau 16 phút từ khi bắt đầu, chiếc HH-53 số 1 chở 23 binh sĩ và 3 thành viên tổ lái chiếc HH-53 cất cánh bay về hướng Tây. Madius cải thuốc nổ vào chiếc HH-3 bị hỏng khi hạ cánh để phá hủy. Phút thứ 27, chậm hơn thời gian dự tính một phút trước máy bay số 2 cũng cất cánh mang theo 23 binh sĩ. Khi kiểm điểm lại quân số, kết quả không có ai bị chết, cuộc rút lui an toàn. Sau khi chiếc máy bay số 2 cất cánh được 6 phút, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trại tù Sơn Tây, đó là thiết bị thuốc nổ hẹn giờ đặt trên chiếc HH3 đã phát nổ. Khi máy bay bay về khu vực nhận tiếp dầu trên không trung, máy bay số 1 kiểm tra lại quân số thì phát hiện thiếu một người, lập tức liên lạc với máy bay số 2, may mắn ở đó lại thừa ra một người thiếu tá Đô Nội Hưu của chiếc HH-53 số 3 nghe liên lạc đếm số người qua sóng vô tuyến giữa chiếc máy bay số 1 và 2 đợi đến sau cùng. Khi qua liên lạc vô tuyến xác nhận toàn bộ lực lượng tập kích đã lên máy bay, chiếc máy bay này mới cất cánh bám theo đội hình. Khi chuẩn tướng Mano ở bán đảo Sơn Trà nhận được điện báo của Simons thì đã là 3 giờ 55 phút sáng, bức công điện nói tập kích kết thúc, không tìm thấy tù binh. Lực lượng tập kích và chi viện quay về căn cứ của mình máy bay trực thăng đáp xuống căn cứ không quân Udon lúc 5 giờ 28 phút sáng. Kế hoạch tập kích được thực hiện chặt chẽ nhưng lại không đạt được mục tiêu giải cứu tù binh. Chẳng thể nói chuyện tham dự buổi dạ tiệc và càng không thể đề cập chuyện đe dọa miền Bắc Việt Nam được nữa. Điều bí ẩn còn đó. Tại lầu năm góc, trận chiến được diễn ra theo đúng trình tự, nhưng lại không hề có báo cáo gì về vấn đề tù binh. Mọi người có mặt đều nôn nóng. Chiếc F-105 bị trúng tên lửa. Hai phi công nhảy dù được chiếc HH53 số 4 và 5 cứu thoát. Lúc 3 giờ 35 phút, tin tức báo về không tìm thấy tù binh. Mọi người than thở tiếc rẻ, không kiềm chế được sự thất vọng lộ rõ trên nét mặt. Nhiều người tỏ ra giận dữ có người nói to, phải cách chức Blackbon và Mayer, chúng ta đang làm gì vậy? Trung tướng John Wood phụ trách chỉ huy lực lượng hỗn hợp tác chiến không quân báo cáo toàn bộ diễn biến quá trình tập kích với HG trợ lý an ninh Bộ Quốc phòng. Tổng thống Nixon lập tức gọi điện thoại cho Bộ trưởng Quốc phòng Lechder, cảm ơn và động viên lực lượng tham gia tập kích. Bộ trưởng Quốc phòng sau khi truyền đạt lại lời của Tổng thống đến những người trong cuộc thì sầu não ủ rũ rời phòng tác chiến. Thượng tướng Mano cũng âm thầm đi theo. Những ngày sau đó liên tiếp có những ý kiến chỉ trích chủ yếu nhằm vào Blackburn và Mayer. Chuẩn tướng Mano và Thượng tá Simons tại căn cứ Udon hoàn chỉnh bản báo cáo tác chiến và qua làn sóng điện trình báo cáo đó lên Melon vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 21 tháng 11. Simons tập trung các thành viên lực lượng tập kích lại và nói, chúng ta đã thực hành tác chiến đúng theo kế hoạch, tuy không cứu được tù binh nhưng không có gì để phải nhục nhã, hãy ngẩng cao đầu một cách đàng hoàng. Simons giao lại công việc cho Sen rồi cùng Mano qua đường Sài Gòn, Hawaii trở về Washington. Sáng sớm ngày 23, Hai người được Blackbon đón tiếp và đưa đến Bộ Quốc phòng ăn sáng cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tổng thống Nixon bày tỏ dự định của mình với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tôi muốn tặng huân chương cho hai người. Hãy lựa chọn lấy hai người. Trong đó có một là người da đen, Trung sĩ Aderey, người da đen, và Trung sĩ Vred cùng chuẩn tướng Mano và Thượng tá Simons. Ngày 25 tháng 11 được Tổng thống Nixon trực tiếp trao huân chương tại Nhà Trắng những người khác trong lực lượng đặc biệt tham dự vào cuộc tập kích được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao huân chương tại căn cứ Ba g Chiều ngày 23, buổi họp báo được tổ chức tại Bộ Quốc phòng lúc 3 giờ 30 phút. Bộ trưởng Quốc phòng Lechder xuất hiện tại phòng họp cùng với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Mẹ Lông, chuẩn tướng Mano, Thượng tá Simons, Lechder nói với các ký giả. Thượng tá Simons là người quý vị chưa từng quen biết, hãy cho phép tôi được giới thiệu. Lecter giới thiệu hai sĩ quan cao cấp với mọi người tiếp đó bằng giọng trầm tĩnh. Chậm dài ông ta thông báo về sự kiện vụ tập kích trại tù binh Sơn Tây. Về diễn biến cuộc tập kích, ông ta chỉ giới thiệu ngắn gọn trong khoảng 3 phút. Sau đó thú nhận đáng tiếc là trại tù binh bỏ trống, không giải cứu được tù binh. Các nhà báo có mặt thì thầm với nhau vẻ kinh ngạc. Sau Bộ trưởng Lecter trình bày thêm một số chi tiết về cuộc tập kích trước khi bước vào phần giải đáp câu hỏi của các nhà báo các nhà báo liên tiếp đặt ra những câu hỏi hóc búa với hai sĩ quan ngoài những câu hỏi nhằm giải đáp sự thực trọng điểm chủ yếu là kế hoạch này đã được hoạch định như thế nào tại sao lại tiến công vào một trại tù bỏ trống có phải là do đã biết trước nên trại tù bỏ trống tù binh không còn ở đó có phải là tin tức đã bị tiết lộ trên thực tế có phải là đã không kích vào miền bắc việt nam không những tù binh còn lại liệu có bị ngược đãi hay không có gây ảnh hưởng đến hội nghị paris không với những câu hỏi như vậy, ngoài Bộ trưởng Quốc phòng đời trả lời, không ít những câu trả lời của chuẩn tướng Mano và Thượng tá Simons là theo kiểu vì đây là bí mật, tôi không thể trả lời được. Các nhà báo lộ vẻ thất vọng thấy rõ. Hai tháng sau, chuyên gia tình báo giàu kinh nghiệm của Bộ Quốc phòng Stanley Fronte đang đi hưởng tuần trăng mật cùng vợ tại Hồng Kông. Ông ta mới đặt chân lên đất Hồng Kông chưa lâu. Một nhân viên đại sứ quán đưa cho ông ta một bức thư, yêu cầu phải khẩn trương trở về và có mặt sớm tại Bộ Quốc phòng. Trong một hầm ngầm tại Bộ Quốc phòng, cấp trên cho ông ta biết, có người đã tiết lộ với tình báo nước ngoài về kế hoạch tập kích và rất có thể là thông tin đã dò dỉ ra từ nơi đây. Vì vậy, việc này được giao cho anh điều tra. Sunly Fronte chọn vài nhân viên tin cậy phái họ đến các căn cứ 3G và AGLIN. Ông ta bay đến Campuchia gặp gỡ những nhân viên gián điệp bí mật. Campuchia lúc đó đang ở trong tình trạng hỗn loạn là điểm tiếp xúc giữa các bên tham chiến là địa điểm tốt để thu thập tin tức tình báo cho cả phía cộng sản và phương tây. Qua một nhân viên phòng thi pháp đã quen biết từ trước, ông ta tiếp xúc với một số nhân viên điệp báo của Ba Lan, Liên Xô, Trung Quốc, hình như bọn họ cũng không được biết trước về vụ tập kích. Ông còn bị hỏi lại mục tiêu tiếp theo là ở đâu, nước Mỹ có tiến công Bắc Việt Nam không? Tất nhiên, Stanley Funter không biết gì về những kế hoạch tác chiến tiếp đó, chia sự phân tích các nguồn tin đưa về từ Ba Gơ. Aglin và những nguồn tin khác ông ta phán đoán tin tức không bị dò gì. Vậy thì cuối cùng vấn đề là ở không nào. Đối với những người trong cuộc điều đó mãi mãi là một ẩn số. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.